Mình chào của chúng chị và các bạn vào buổi trưa ha. Thì trưa hôm nay mình vô gò để cày đất lên phơi của chúng chị. Thì cái miếng gò của mình mới vừa dọn bí đao xong ngày hôm qua, thì hôm nay mình kêu anh em mình vô cày đất lên phơi để chuẩn bị mưa xuống xà ngò hay xà cải gì nha của chúng chị. Quá chừng ba cái bí đao qua mình dọn nó còn rớt trái quá chừng của chúng chị. Thì hôm nay thằng em mình nó chạy cái con máy sới Giang Mai L50 vô cày cái miếng gò cho mình. Thì sáng đây mình quay chia sẻ cho cô chú chị các bạn xem ha. Thì miếng gò của mình hôm nay là cày lan, cày phá bỏ mấy cái mương luôn, muốn bắt mương lại nha cô chú chị. Hôm nay anh em mình nó chạy con này với 24 ghe sới. Sới đất rất là nhuyễn luôn nha cô chú chị. Đất nói chung là hôm nay đi hái bi đao á, loại nó cũng rẻ dữ luôn á. Này mình kêu anh em mình chạy hai tát ha, chạy hai tát cho nó nhuyễn. Đất sới lên nhuyễn rứt luôn nha quý anh chị. Tuy nó cứng cứng nhưng mà sới lên rất là nhuyễn nha, hai tát nó rất là nhuyễn. Như vậy là mai mốt mình lấy cuốc mình rong mương lại nha cô chú chị. Tại vì mỗi lần cái máy sới vô đây thì nó nói chung là rất là cực, nên mình không có kêu nghe mình chạy cái con tạo lún vô, mình bắt bằng tay nha cô chú chị, lấy cuốc mình xúc mương. Thì như cô chú chị các bạn thấy ở đây thì có ba cái bờ, một đường qua đây là ba cái bờ, chứ ngày mình cày lan hết thì mình sẽ bắt bốn cái bờ nha. Giờ thì tranh thủ còn nắng cài lên phơi, phơi cho ba cái rễ bí đao này nó khô nó héo lại ha, để mưa xuống mình bắt đầu trồng nó, ba cái rễ nó không còn nha quý anh chị. Chứ để mà cài trời mưa cài ba cái rễ bí đao nó còn nguyên à. Giang Mai là 50 này có tay cầm định hướng tay phải nha. Bí đào nằm lên đó quý anh chị. Ngày qua kéo ba cái dây không muốn xì khói luôn. Bắt rất là cứng nha quý anh chị, coi nè. Rất cứng ngắc luôn. Lội đi hái bí đào cả tháng rồi. Bây giờ khác luôn. Sâu quá em mình tăng cái lưỡi dao lên cho càng càng chút nha quý anh chị, chứ để sâu quá đi không nổi. Thì cái máy này là như vậy nha quý anh chị, ví dụ như đất ăn sâu quá mình nhóm cái lưỡi dao lên nha. Cài đất lên phơi xong ngày mai là mình sẽ thay mấy cái đầu này nha cô chú chị, thay mấy cái đầu này. Đây là cái ống 27 cái bét lớn, ngày mai là mình cắt cái ngang chỗ này, mình gắn cái đầu nối 27 ra 21 mình gắn bét nhỏ lại nha cô chú chị. Tại vì mấy cái bét này nó quá to, với ống nó to, mua tư nhỏ nó chạy nước không mạnh, nên mình cắt ngang mình nối đầu 27 ra 21 nha, gắn bét nhỏ lại tưới cho nó mạnh nha cô chú chị.
Thì ngày mai có gì mình vô mình thay thì mình quay chia sẻ cho quý anh chị các bạn xem. Dưới kia người ta trồng dưa hấu nha quý anh chị, dưa hấu trên gò luôn. Đó, hiện tại bây giờ là đang cắm dây với cá chèo. Cho tay cầm đỉnh hướng tay phải bóp cái nó rất là đơn giản nha quý anh chị, bóp cái nó xây đầu. Khá là rẻ nha quý anh chị, đất này đất thịt hay đất sét gì cài cũng nổi thôi nha. Thì mà nhưng mà nếu mà đất thịt với đất sét nó rẻ quá mình phải cài hai phát. Đó, như cái này mới có phát đầu, giờ cài tiếp phát nữa nha, mình cho nó nhuyễn xốp. Tại hôm giờ mình đi hái bí đao mình lội vô quá từng rẻ luôn á, rẻ khác luôn. Khu vực mình hiện tại bây giờ là chưa mưa nha quý anh chị. Mỗi năm thì 30 tháng 4 là mưa rất là nhiều rồi, năm nay qua 30 tháng 4 mà chưa có thấy hộp mưa nào đó. Nay thì bắt đầu có giáng giáng mây nè, giáng giáng mà cũng chưa có mưa nha. Ruộng đồ mình chưa có lập đất nữa nè quý anh chị. Ruộng hổm cày lên rồi thì đợi mưa xuống bắt bờ lập bờ để xả lúa nha. Ruộng còn nguyên hết không? Nắng hôm nay nắng quá trời nắng luôn. Mấy cái kênh ở chỗ khác nó cạn queo hết nha quý vị. Có cái kênh này là nó còn nước nè, tại do hổm cô bé nó móc từ đây móc lút lên trển luôn, móc đằng bỏ đất vào cái miếng gò đây nè, nên chỗ này nó rất là sâu còn nước nha quý vị. Còn mấy cái kênh khác thì chỉ còn khoảng tấc hai tấc nữa khô queo luôn, người ta lội cho bắt cá đó luôn quý vị. Nhờ có cái khúc này nước nó còn động về nên mình có thể trồng đồ xuống được, đợi tới mưa xuống luôn nha. Rất luôn nha quý anh chị.
những cái dòng máy này là để cài trên gò không nha, đúng chị, không có cài ruộng nha. Thì hôm giờ trên kênh mình cũng có một số khán giả hỏi là máy này có cài ruộng nước rồi hay không, thì mình cũng xin chia sẻ là máy này là chuyên dùng để cài gò ha, không có cài ruộng nha đúng chị. Máy cài ruộng là người ta thiết kế dành cho máy cài ruộng riêng, còn máy cài gò là thiết kế để dành cài gò không nha, chứ không có thêm xuống cài ruộng nha quý chị. Trang lại rồi lắp ráp theo yêu cầu của khách hàng ha, chứ không phải là con máy cài này là có nguyên kiện như thế này ha, nói gì có cái đầu máy thôi. Về khách muốn ráp như vậy thì anh Thành sẽ lắp ráp như vậy cho quý vị nha, chứ không phải là nguyên kiện nguyên con như vậy, chỉ có ráp cái đầu máy đơn giản thôi. Mưa xuống là mình xả đồ lên là nó rất ok ha. Thế thì lúc khoảng là mình cái miếng này là mình xả ngò nè, mình có diệt mầm ha, mình có diệt mầm thì mình xả ngò lên trong vòng cỡ 25 ngày cho mấy ba đồng có bỏ lên 5 gram ha. Thì sau đó mình bỏ cái dao luôn, mình bỏ cái dao vô thì nói chung là nó cái thời gian ăn bí đao là nó có cỏ lên nha quý vị. Như ngày qua mình cũng có dọn hết đây nè, dọn bí đao xong cũng còn một mớ cỏ rồi mình cũng dọn sạch hết luôn ha quý vị.
thì chuyến sau là xả đầu xuống mình dân cái diệp mầm nha. Thì diệp mầm thì nói chung nó chủ yếu là nó hạn chế cỏ lên trong vòng 20 đến 25 ngày thôi, nó chứ không có gọi là dịa hết cỏ nha quý vị, nó chỉ hạn chế rằng mình còn một số ít để mình dễ nhổ nha, chứ không phải là nó hết hẳn nha. Cái video cái lưỡi cái sới nó rất là bén, cắt ngọt luôn ha, đứt quá dần đứt luôn. Chủ yếu hôm nay mình quay chia sẻ cho cô chú chị các bạn xem tham khảo như đây thôi ha. Thì mình cũng tạm thời kết thúc video tại đây. Thì cô chú chị các bạn thấy video mình hay hữu ích, hãy cho mình một like cũng như một lượt đăng ký, rồi cũng như là chia sẻ cho nhiều người xem ha. Thì cô chú chị các bạn nào có nhu cầu mua những dòng máy như thế này, hãy liên hệ số điện thoại 0929090700, gặp trực tiếp anh Hữu Thành ha. Thì lá số điện thoại mình sẽ để phần mô tả nha cô chú chị. Chào và hẹn gặp lại các quý vị và các bạn vào video tiếp theo của mình.